mặt nó có gì đâu vậy. Đèn như nước rùi luôn. Có đứa mua để thế này. Chắc Hảo đi tìm điện thoại đó. Mà điện thoại tao đây nè.
Bà lấy à? Hiểu quá, điện thoại của ai để đây? Không vậy. Họ tưởng mong mắt điện thoại. Quéo giờ. Đi quán đường chỗ điện thoại em mắt điện thoại. Này chờ được. Chị thấy cái ốp kỳ kỳ mà. Đừng gần xíu nữa. Mm.